Day, more than million people in the US are... hiện tại ngày hôm nay hơn 7.6 triệu người sống trên nước Mỹ là nhiễm COVID-19. số người chết ở trên nước Mỹ đó là có 214.000 have và ngày hôm nay họ báo cho biết là con COVID-19 đang tăng lên ở cái tiểu bang mà đứng thứ nhì ở trên nước Mỹ, à, về số đông dân ở đó, mà con COVID cũng đang tăng ở ngay chỗ này. Hiện tại ngày hôm nay bên Los Angeles à, County, họ báo cho biết là một ngày số người nhiễm COVID-19 ở chỗ này thôi là khoảng chừng à, 1.000 người trở lên. Hiện tại thì trên nước Mỹ nhiều chỗ khác nhau, chỗ nào cũng đang tăng về COVID-19 lên hết. Và họ nói nằm ở hướng Tây và Trung Tây nước Mỹ thì cũng đang nhiễm COVID, nó đang tăng chỗ này đó thì họ báo cho biết là cái nhà thương ở đây đó, sắp sửa đầy rồi đó và họ báo cho biết ICU đó bị nằm trong cấp cứu mà khi vô đó, là họ nói cho biết là 95% rồi ở đây thì họ làm đâu ra đó ráng làm nhưng mà người đây rất là mệt ngay bây giờ tại vì nhiễm COVID-19 vô quá đông đó Nằm ở Trung Tây Hoa Kỳ, nó tăng lên rất là nhiều người nhiễm COVID-19. Và đây là họ nói giống như nhiều cái thành phố đó, nó bị nhiễm COVID nó nặng hơn từ trước tới giờ nữa, cho nên càng ngày nó càng nguy hiểm đó và cũng có một mớ người nhiễm COVID-19 từ cái chỗ mà lần rồi mà ông Trump ông có cái rally đó thì có một mớ người uh, nhiễm từ đó ra nữa. A peace using his as as Đây là một trong những ông ở Minnesota, ông bị nhiễm COVID-19. Ông báo cho mình biết như thế nào, như thế nào? Và yeah, ông nói giống như những cái, uh, đó là những người da đen này kia trong community cộng đồng đó, thì người ta nhiễm rất là nhiều về COVID-19. Ông nói hiện tại bây giờ COVID-19 giết chết rất là nhiều người, chúng ta phải tỉnh giấc đi, tỉnh lợi. Và họ cũng nói ở Oklahoma, cũng nhiễm COVID-19 cũng đang tăng lên ngay bây giờ. Vào uh, bữa thứ Sáu mới vừa qua thì ở Wisconsin, số người nhiễm cũng khoảng chừng 3.000 người trở lên trong một ngày. <laughs> ngay bây giờ thì họ nói rất là lo ngại tại vì số người nhiễm COVID-19 lên vậy đó nhiều cơ sở làm ăn sẽ bị ảnh hưởng về chuyện này. Đây là ở bên Santa Monica, California đó. Vào and... trong cuối tuần này thì những cái chỗ cái phạt cho mấy đứa nhỏ lợi chơi này kia đó, mấy cái phạt mà nó có mấy cái playground, à, đồ chơi cho nít chạy tới chạy lui chơi đó, thì cuối tuần này họ mở cửa cho lời. Nhưng mà rất là tốt là về cái chuyện mà cho nít đi tập thể thao này kia trả lời y như cũ nhưng mà nó cũng đang lo ngại về COVID-19 đó. Và hiện tại thì họ nói những cái chỗ playground, chỗ cho con nít chơi gì nè. Nếu mà đứa nhỏ nào mà trên 2 tuổi mà tới đây chơi là bắt buộc phải đeo khẩu trang đó. Và ở đây đó là cho con nít chơi khoảng chừng 30 uh, phút thôi. Rồi uh, đứa nào vô chỗ đó chơi 30 phút phải đi chỗ khác để cho đứa khác nó chơi kiểu là như vậy. Mà trên 2 tuổi là bắt đeo khẩu trang nha. Steve Patterson has more. Hiện tại ngày hôm nay là họ đang lo ngại là COVID-19 trở thành cái sóng thứ hai uh, cảnh báo ở trên nước Mỹ đó. country Ngày hôm nay, rất là nhiều tiểu bang ở trên nước Mỹ nhiễm COVID-19 đang tăng lên. Mỗi ngày thì số người nhiễm ở trên nước Mỹ về coronavirus là 50.000 người. Kể từ hồi bữa thứ tư tới ngay bây giờ. Và khoảng chừng chừng 20 triệu bang thì số người nhiễm mỗi ngày đó là khoảng chừng 1.000 người trở lên trong vòng 2 ngày thôi thì số người nhiễm như vậy và hiện tại ở Wisconsin đó là đang bị rất là nặng, người ta xếp hàng chắc coi mình có bị nhiễm COVID-19 hay không đó và ở Wisconsin là số người họ báo cho biết là rất là đông người vô trong nhà thương à, vô trong đó bị nhiễm rồi rất là đông người test rồi test ra bị trúng coronavirus nữa và governor... dạ, hiện tại ngay bây giờ đang gặp uh, tình trạng khó khăn ở bên đây nữa, uh, số người nhiễm đang tăng nhưng mà họ cũng đang cố gắng uh, đâu ra đó. Đó là ông thống đốc của tiểu bang Wisconsin, ông báo cho biết mọi người nên ở nhà, đừng tụ tập lại quá đông người. NBC's Shaquille Brewster is there. Đây là của đài NBC. Họ có mặt ở ngay cái chỗ test COVID-19 này. Báo cho mọi người biết. Ngày hôm nay rất là đông người tới đây để mà test coi mình có bị trúng COVID-19 hay không. Rất là đông như vậy. Ngày hôm nay... À, của trong thành phố, và Chính phủ định mở thêm nhiều chỗ nữa để mà cho test về uh, coronavirus. In Oklahoma, a mass down the after every Ở đây là bên Oklahoma, chỗ khu cảnh sát chỗ này, là những người trong đây đó, cảnh sát trong chỗ này test bị uh, coronavirus hết trơn, cho nên họ đóng cửa nguyên cái khu chỗ này. Ông Scott, ông nói uh, chúng tôi làm những gì chúng tôi có thể làm. Đây là ông cảnh sát trưởng đó. Ông làm những gì cũng có thể làm để mà hy vọng mà cho nó tốt rồi sẽ qua cái cơn uh, COVID-19 này. A Nằm ở hướng Northeast, là hướng Đông Bắc Hoa Kỳ, số người nhiễm COVID-19 càng tăng, cho nên có nhiều thành phố bắt đầu họ đóng cửa này kia đó. Sáu tiểu bang tăng lên về COVID-19 là khoảng chừng 25%, uh, cho nên ngay bây giờ giống như New York, họ báo cho biết là nếu mà nặng là họ sẽ đóng cửa lại giống như hồi trước gì đó. Dr. Deborah Birx is sounding the alarm. Ngày hôm nay bà bác sĩ Deborah bà đã tới đó bà cảnh báo cái alarm lên cho tất cả mọi người là ngay bây giờ con việc này thiên ở chỗ này đang tăng lên. You, you Mỗi khi chúng ta mà không có để ý tới nhiều cái chuyện thì lúc đó thì con việc này thiên nó đang tăng lên giống như tụ tập lại bạn bè này kia đó mình phải coi để ý tới chuyện này. Meanwhile, in Arizona, cases dropped by 75%. Ở bên Arizona, số người nhiễm COVID-19 xuống 75%. Và tại vì bên Arizona đó, chính phủ bên đây là họ very strict, họ kêu là bắt buộc mọi người phải đeo khẩu trang khi đi ra ngoài tập thể thao này nọ, cho nên nó được drop xuống theo họ nói là vậy. I think it's really important that we're very clear to the American people. Mask, Distance, safe and public, but... Theo bà bác sĩ ba nói cái chuyện mà chúng ta chắc chắn hiện tại như bây giờ để biết được 100% đó là đeo khẩu trang rồi đứng cách xa người khác, cách uh, xa, đừng có tụ tập lợi này, này kia, đó là một chuyện tốt. Safe at home. Và cái quan trọng nhất là ở nhà là cái chỗ nó an toàn nhất ngay bây giờ. Uh, nếu không thì dễ bị chúng uh, con việc này